trốn kỹ vẫn không thoát Tô Lâm. Nguyễn Văn Thể chỉ mong đừng sổ khám. Vào ngày 20 tháng 11, Bộ Chính trị đã kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Văn Thể, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam. Ông Thể bị cho là đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện một số dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện. Nói chung, ông Thể đã tiếp tay cho sân sau của ông Vương Đình Huệ. Trước đó, ông Đặng Quốc Khánh là cựu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cũng mất chức do liên quan đến Tập đoàn Thuận An. Ông Nguyễn Văn Thể hiện vẫn còn là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, chức vụ mà ông Nguyễn Phú Trọng tạm giao cho ông Thể để tránh bị mất chức. Sinh thời Tổng Trọng, ông Thể đã che chở, còn bây giờ là thời của Tô Lâm, ông Thể thì đem ra xử lý. Thời của Tổng Trọng, ông Vương Đình Huệ được coi là thái tử Đảng. Vì vậy, việc tham gia vào hệ sinh thái quyền lực của ông Huệ được xem là kênh đầu tư khôn ngoan khi đó. Trước khi ông Tô Lâm tạo phản, không ai nghĩ rằng theo Vương Đình Huệ mà lại mang họa nhanh đến như vậy. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Ông Trọng đã đột nhiên ngã bệnh khi chưa kịp chuyển ngôi. Chớp thời cơ, ông Tô Lâm làm đảo chính mềm, lật đổ thái tử đỏ. Từ đó, những ai chót đầu tư vào hệ sinh thái quyền lực của Vương Đình Huệ đều gặp đại họa. Cả Nguyễn Văn Thể và Đặng Quốc Khánh đều bị kỷ luật và đều nằm trong tầm ngắm của ông Tô Lâm. Với bộ máy điều tra khổng lồ trong tay, Tô Lâm hiểu rõ về hệ sinh thái quyền lực mà ông Huệ âm thầm xây dựng để chuẩn bị cho việc lên ngôi. Là người đa nghi và cầu toàn, ông Tô Lâm thà diệt cỏ tận gốc với phương châm thà bắt lầm còn hơn bỏ sót, chứ không để mầm mống của hệ sinh thái quyền lực Vương Đình Huệ có cơ hội trỗi dậy. Vì thế, ông Thể đang đứng trước nguy cơ bị bắt giam rất cao. Thời gian ông Thể làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã gây ra rất nhiều tiêu cực, và trong đó có các vấn đề bốt bẩn, nhức nhối, khiến người dân phẫn nộ. Đứng trước tình hình như vậy, ông Trọng đành phải cho ông Thể thôi chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và giao cho chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương để mà chờ thời. Có lẽ ông Trọng muốn ông Thể tạm lánh khỏi dư luận xã hội một thời gian rồi tái xuất cho bộ máy mới của ông Huệ. Tuy nhiên, mọi toan tính đều thất bại vì sự ra tay rất nhanh của Tô Lâm. Nếu để ông Thể tiếp tục giữ vị trí Ủy viên Trung Đảng, thì tại Đại hội 14 rất có thể ông Thể sẽ lại vào Bộ Chính trị, tương tự như ông Trần Tuấn Anh. Trước đây, ông Trần Tuấn Anh cũng vướng rất nhiều tai tiếng. Khi còn làm Bộ trưởng Bộ Công Thương, nhưng đến Đại hội lần thứ 13 thì lại bất ngờ được ưu ái cho vào Bộ Chính trị. Có thể bài học Trần Tuấn Anh đã khiến cho ông Tô Lâm trở nên thận trọng hơn và không thể nương tay với ông Nguyễn Văn Thể được. Ông ta phải đóng dấu kỷ luật đến ông Thể để ông Thể hết cơ hội trở lại vũ đài chính trị. Ông Nguyễn Văn Thể từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, cho nên nếu không truy cùng diệt tận thì có thể sau này Đại hội 14, chân rết của Vương Đình Huệ lại có cơ hội để mà trỗi dậy chăng. Khi đang còn trên ngựa, ông Vương Đình Huệ có hậu phương rất mạnh, đó chính là sự ủng hộ của ông Nguyễn Phú Trọng, là số lượng rất đông các Ủy viên Trung Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị thuộc nhóm Nghệ An. Đồng thời cũng có nhiều đối tượng thuộc nhóm Hà Tĩnh sẵn sàng tham gia vào hệ sinh thái quyền lực của ông Huệ. Thế của ông Huệ rất mạnh khi đó. Có người cho rằng nếu Tô Lâm không nhanh tay lật Huệ thì Tô Lâm sẽ không còn đất sống. Việc đầu tư vào Vương Đình Huệ tưởng là sự khôn ngoan của Nguyễn Văn Thể, hóa ra lại là một sai lầm chí mạng. Giờ đây ông Thể chỉ còn mong ước làm sao đừng để bị bắt giam. Quý vị các bạn theo dõi bản tin trốn kỹ vẫn không thoát Tô Lâm, Nguyễn Văn Thể chỉ mong đừng bị bắt. Quý vị các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de. Vương Đình Huệ đã ngã ngựa, vì sao Tô Lâm còn ra tay đánh bổi? Trong tháng 3 và tháng 4, ông Nguyễn Phú Trọng gần như không còn tham gia chính sự. Lúc đó khả năng Vương Đình Huệ sẽ là người kế nhiệm rất cao. Nếu không hạ Vương Đình Huệ ngay thì sẽ không còn cơ hội, nên Tô Lâm đã ra tay.
sân sau của ông Huệ là tập đoàn Thuận An bị cho lên thớt và từ đó lôi Vương Đình Huệ xuống ghế. Kết quả ngày 26 tháng 4, ông Huệ từ chức, xem như chính thức giã từ cuộc chơi, nhưng toàn bộ quyền thừa kế ngai vàng lại cho Tô Lâm. Đến đây, những tưởng Tô Lâm sẽ tha cho Vương Đình Huệ, tuy nhiên, ông lại không làm thế. Ông tiếp tục cho truy tận gốc rễ những dây mờ, rễ má liên quan đến tập đoàn Thuận An và Vương Đình Huệ. Vì thế, sau khi ông Huệ là đến lượt Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ông Khánh là người Hà Tĩnh và là mắt xích rất quan trọng trong nhóm lợi ích của ông Vương Đình Huệ. Sự dính líu giữa Đặng Quốc Khánh và Vương Đình Huệ cho thấy ông Huệ âm thầm cấu kết hai nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh là hai nhóm có lực lượng đông nhất trong Trung ương Đảng. Sau 7 tháng ông Huệ ngã ngựa thì Tô Lâm lại lôi ông ra để kỷ luật. Và ông Huệ là người đầu tiên thuộc hàng tứ trụ bị kỷ luật. Vì sao lại như vậy? Vì sao ông Huệ đã ngã ngựa nhưng Tô Lâm vẫn vung tay đánh bồi tiếp? Đây có phải là kế sách diệt cỏ tận gốc hay không? Từ khi về hưu, ông Huệ có vẻ an phận, không ra mặt giật dây các thế lực chính trị khác trên vũ đài chính trị như Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, với các mối quan hệ rộng lớn của ông Huệ, thì việc âm thầm giật dây để nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh bắt tay nhau cùng chiến với nhóm Hưng Yên thì lúc đó Tô Lâm rất khó chống đỡ. Có lẽ vì thế mà Tô Lâm quyết đánh bồi trước cho ông cựu chủ tịch quốc hội hết đường trả thù chăng. Thực tế kỷ luật Vương Đình Huệ là quyết định của Bộ Chính trị chứ không phải một mình Tô Lâm. Bề ngoài thì có vẻ như Tô Lâm vô can, tuy nhiên để ra được quyết định này thì chắc chắn phải có sự thúc đẩy của ông Tổng Bí Thư. Bởi để kỷ luật ông Huệ thì phải có ý kiến xác đáng, phải trình hồ sơ đen của ông ra mà chỉ có Tô Lâm và đàn em của ông mới làm được điều này. Chắc chắn ông Tô Lâm không lạ gì tính cách và bản chất của ông Vương Đình Huệ. Ông Huệ là người rất giỏi quan sát, biết ngồi nơi an toàn để mà giật dây, để những người khác phải hy sinh thay cho mình. Còn nhớ khi ông Trọng cần người để hỗ trợ ông chống lại ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Trọng đã kết nạp cả ông Huệ và Nguyễn Bá Thanh vào phe của mình. Tuy nhiên, ông Huệ giỏi trốn tránh và đã giật dây ông Trọng, đưa Nguyễn Bá Thanh ra tuyến đầu. Kết quả, ông Thanh gục ngã, và ông Huệ hưởng hết sự ưu đãi của ông Trọng. Nếu không triệt tận gốc Vương Đình Huệ thì Tô Lâm cũng không thể yên tâm. Đó là lý do như vậy. Là tướng công an, ông Tô Lâm luôn bộc lộ bản chất quân phiệt. Ông luôn lựa chọn thà bắt lầm còn hơn bỏ sót. Có lẽ bản chất thâm hiểm khó lường của ông Huệ cũng làm cho ông Tô Lâm không an tâm dù ông Vương Đình Huệ đã ngã ngựa. Người đáng bị kỷ luật nhất trong số các tứ trụ về hưu là Nguyễn Xuân Phúc chứ không phải ông Vương Đình Huệ. Ông Phúc dính đến rất nhiều vụ đại án như Việt Á, chuyến bay giải cứu, Trương Mỹ Lan, vụ Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Chí, v.v. Ấy vậy mà cho đến nay ông Tô Lâm vẫn chưa đưa ông 7 Phúc lên đoạn đầu đài mà lại bất ngờ gọi tên Vương Đình Huệ. Có lẽ trong khi các tứ trụ về hưu, 7 Phúc không nguy hiểm bằng Vương Đình Huệ hay sao? Ông Huệ là người đầu tiên trong tứ trụ bị kỷ luật, không có gì đảm bảo rằng ông sẽ miễn nhiễm với pháp luật. Đây là thời của Tô Lâm, luật là tô là luật. Nếu kỷ luật cảnh cáo vẫn chưa an tâm, rất có thể Tô Lâm sẽ mạnh tay hơn. Càng thâm hiểm khi mất đi quyền lực thì càng có nguy cơ gặp nguy hiểm. Lúc này ông Huệ đang gặp nguy hiểm thực sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vương Đình Huệ đã ngã ngựa. Vì sao Tô Lâm còn ra tay đánh bồi? Quý vị các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de